mảnh đất này. Úi dồi, úi dồi, hàng hàng anh em ơi. Úi dồi, cầu 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 cầu, lên luôn, lên luôn, lên luôn. Đấy, 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 nhấp nhấp. Đây rồi nha mọi người, à, hàng hàng luôn. Đây rồi nha mọi người, à, hàng hàng luôn. Úi cái này to, cái này to, cái này to anh em ơi. Úi dồi ôi, bự 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 rồi các bác ơi. Anh em đặt cần 10H, liên hệ ngay Zalo 0925526083. Vâng, hello và xin chào lắm cho anh em quay trở lại Phước Tàu Phích Sinh nhá. Ôi dạ, ở đây hôm nay hơi lắng, hôm nay điểm đạp chưa các bác này. Đây có một bác làng câu nhé, vừa bung con chép các bạn. Em vừa vào chơi một lúc thì thấy bung con chép, thì quyết định vào đây đánh thử hạ cần anh em nhé. Đây đường xá xe cộ nó cũng hơi ồn. Chó má nhà kia mình ngồi nên nó cũng cứ cắn gâu gâu suốt. Đẹp quá. Đây, bên đây nó cũng là thùng ấy, con kênh luôn, kênh này cũng là toàn bèo luôn anh em. Chó cứ cắn. Đây, âm thanh này nó hơi ồn, các bác thông cảm nha. Điểm đẹp, view đẹp luôn, vào xem các bác này đang câu. Đây, em thì em mang đồ ở trong đây rồi, bây giờ đang quay khung cảnh bên ngoài cho các bác xem thôi. Vừa mang đồ vào ngồi xem bác đánh một lúc rồi. Thì hụt mấy con chép. Ê trời, đẹp vô cùng. Đồ đạc sắp hết tờ hình rồi. Kêu ngoài cháu vào xem đệ có cái lỗ nào đẹp đẹp đánh. Ôi đẹp. Cháu đi sâu vào trong đây các bạn. Vâng. Đi sâu vào trong đây đánh. Bèo phải đẹp luôn anh em, này đánh ổ đánh lỗ bèo quá tuyệt luôn. Ôi, à đây rồi. Đây chắc là có bác đánh nhỉ. Đây chắc là có bác đánh không? Thì ở đây cái chỗ ngoài kia nó lắng lắng, mình đào cái lỗ mới quay vô video nó sáng lét quá. Đánh vị trí ngoài này các bác nhé. Dạ. Bèo cái này đẹp lại lắng tốt. Dạ. Đây, đây mấy bác đã. À đây cũng có lỗ luôn này các bác. Ở đây có lỗ luôn này anh em ạ. Quá tuyệt vời. Rồi các bác nhìn này. Có lỗ luôn này. Bây giờ giải vào quất thôi. Thằng này cắm cái ô đã anh em ạ. Tình hình này là phải cắm cái ô lên lắng lắm. Nắng này đang chiếu chói cả mắt mũi. Mùa này tuy là nó nắng này nhưng mà bên trong nó rất là râm. À, bên trong nó râm thì nó sẽ rất là mát chứ nó không bị nóng oi như kiểu mùa hè. Đó. Một cái ô là anh em cân cả bầu trời. Tứa đồ đấy. Bài đẹp luôn anh em ạ. Này mình sẽ đánh là mồi ủ chua với cắm viên. Này em mới, thật ra các bác là mới xin được ít cắm viên các bác. Anh em ở trên hội người ta cho. Thì cái cám ấy thật ra đánh, nói chung là để mà nói là đánh tổng hợp ấy thì đánh rất là ok các bác. Nhưng có vấn đề là rất cực kỳ khó mua. Cực kỳ khó mua cắm viên luôn. Đây và đây là 10H đầu đinh. Thì có nhiều anh em khi nhận cần bảo có quái lạ đây ngọn độ sao mà nó lại màu không giống. Thực ra đây là chung một cần của nó, cái mẫu nó thế anh em ạ, cái mẫu của nó thế. Cái này đánh này cực kỳ là khỏe. Riêng mà đánh ở những cái lỗ bèo như thế này thì các bác nghĩ là quang lên đánh bằng 10H là sẽ ngon hơn rất là nhiều. Đánh một phát có thể nhấc con gáo bay mặt nước luôn, nó đỡ bị rút vào trong cái ổ bèo ấy. Anh em khi rút ổ bèo ấy khả năng là nó sẽ mất luôn, con cá đi vào trong ổ bèo ấy. À, khả năng là nó sẽ móc bèo bung mất. Nếu mà anh em đánh mà cần mềm 8H nhé. Còn đâu là 10H này. Một phát là bò cứng luôn. Đấy, đánh rất là sướng. Đây. Đây là mồi ủ chua với có cám viên anh em. Cám này đánh tổng hợp cực kỳ nhạy luôn. Các bạn nhìn này. Cái này nó đánh tất cả, hầu như tất cả các loại cá nước ngọt lên hết, chấm chẹp chồi. Vâng. Cái này khó mua lắm. Em này mà các bác trong hội nhóm chia sẻ nó ít mày quá. Có coi hàng để anh thử. Đây, nó vẫn còn đang lên men anh ạ. Sợ nó còn nóng luôn. Đấy, vẫn còn ấm, cảm giác nó vẫn còn lên men. Loại này đánh bao phê anh em này.
bác ở trong kia vẫn đang ngồi kia xe, em tự ở kia cho nó dâm anh em nhé, mình ngồi ngoài này chứng kiến cho nó phê thử độ sâu như thế nào các bác ạ. Nước ở đây là nó cũng chỉ được mét nước anh ạ, tầm mét nước ok đấy, mét nước đánh thoải mái, kéo hạt chặn đôi tí nhá. Phao này em để thấp này, để bằng lưỡi mà chặn cho cao đi, đánh cho đỡ vướng. Ok đấy. Đi rồi nhà mời. Ui hàng các bác ơi. Đi rồi nhà mời. Ui hàng các bác ơi. Quá, con này to lên to nhà mời. Ui giời ơi. Con này bự nhà mời. Đó cái phụ. Lên, à chắp. Ui giời, chắp nhà mời. Ui con chắp quá ơi. Phê quá. Rồi lôi tay vào nhà em nhé. Phê quá. Ai giời, nhà mình được chú chắp phê chưa? Kéo đã chưa quá này. Này đang mày gỡ bằng hai tay các bác nhá, gỡ bằng tay hơi nguy hiểm đấy. Được em chép đầu tiên. Phê. Chạy đâu. Làm nghe. Con này một phát ra luôn, ok. Con đầu tiên cho túi các bác. Vào. Chuẩn bài luôn. Tuyệt vời. Ủa chúa heo đánh thì còn gì hơn anh em nhỉ, phải thật đấy. Mạnh nhất này. Úi dồi, hàng anh em ơi. Úi dồi, cầu lên luôn. Úi dồi, đóng phát đẹp. Úi em nha mà, hàng đẹp, cầu chép lên, cầu. Phê quá anh em ơi. Úi, còn chép. Úi dồi, đóng phát cầu lên luôn, các bác nhìn phê chưa? Úi dồi, được còn phê chưa? Chép đẹp. Ôi nhưng mà con này đẹp chưa, con này đẹp to chưa, con này to dã man, cẩu phát lên luôn các bác nhìn đây. Về chỗ đây gọi là cần 10 hát đánh. Thế phải. Cho rõ các bác nhé, tinh thật. Các bác nhìn thế em mọi người. Này, cầm nữa là thận, đó. Đấy, đánh ổ bèo rồi. Phật rồi. Đánh ổ bèo là cứ mà chơi phát sốc lên luôn anh em ạ. Vào. Úi, không mất. Anh em thấy phê không, đánh ổ bèo cứ mà chơi phát sốc lên luôn. Tuyệt quá. Ý xảo ơi, phê. Quá tuyệt vời. Anh em phê không? Còn thứ hai các bác nhá. Trời ơi, các bác nhìn nó to luôn đấy, có con này nữa mày. Ấy, sướng thật các bác ạ. Này. Wow, nhầm nhìn một đôi kìa. À, máy quay. Đây. Anh em xem con này nó 7 cân rưỡi 2 cân nhiều. Em đánh xong phát bày luôn. Đạo quá, cần khỏe đánh sướng. Phải nói sướng dã man anh em ạ. Anh em thấy 10 hát đánh kỳ khủng. Con này không phải bé đâu, con này nó phải rơi cân rưỡi các bạn. Của em đánh em sợ nó vào ổ bèo nó nick mất, thế là một phát tròn đến luôn. Đỡ phải. Quá là đã luôn.
Đâu có nào đâu chú. Đã. Lún dây đất trục cơ. To thế cả. Vào xem chú xem là con gì đất trục cơ. Các màn thế nhỉ. Thế nào thấy chú ngồi thay dây. Con gì đấy. Tiếp nhỉ. Rồi giặt có biết con gì đâu mà đất gì cả chú. Không phải là đất trục mà bướm cây kia. À bướm cây à. Tôi tưởng là lích là con hàng đất trục đấy. Chơi hẳn dù chắc ăn. Chắc cú sợ chim cắn đấy. Rất nhiều cá chim quá. Hay đụng phải cá chim. Đấy. Thế nó dậy. Được. Cá này sộp vào nó đập thế này. Vâng. Con này con à, rồi giã mồi rô mới đúng bài của nó. Rồi về cái ổ của mình thôi nhá. Ra xem bác đánh. Quá xa xa. Này ngoài kia với đám cưới anh ta âm thanh nó hơi ồn quá thông cảm nhé. Ra hát nó ầm ĩ quá. Ngay cạnh con mương thì nhà dân đây nó cũng ấy. Nhà mực. Ui được con sộp. Ui các bác vừa nhìn con sộp không? Ông xích mồm một sộp lại rơi mất. Ê, phí quá. Xích mồm một sộp này, kinh thật. Tí sao có con sộp anh em ạ? Vừa sộp ăn ủ chua mới sợ ấy. Nhà vừa nhìn con sộp bay nhức người đâu. Kinh thật, lần đầu tiên câu dính con sộp đấy. Phế đấy. Cá đồng ở đây kiểu như cá con nó vào lắm ấy, sộp cũng nhiều. Cá con vào lắm ấy, sộp cũng nhiều anh em ạ. Xích mồm một sộp mình sợ. Bắt đầu thấy tăm nó lẩy vào anh em ơi. Các bác nhìn thấy những hạt tăm đi tí lẩy nhá. Đấy, nhấp. Đây rồi nhá mực. Đây rồi nhá mực. Ui cái này to anh em ơi. Ui ôi. Bự rồi các bác ơi. À chà. Hàng rồi. Ui chép to. Ui trời ơi, hôm nay tôi không mang vợt các bác ơi. Ui chép to. Trời ơi, hôm nay không mang vợt anh em ơi. Wow. Thôi này phải cầm được dây kéo, này trong dây rủ kéo anh em ạ. Rủ khỏe thế. Ô con này bự, chưa. Đi kéo vào anh em ơi. Lên. Ô trời ơi, con này to quá. Phê quá. Wow, con chép to. Ôi con chép to. Này cầm lại nhá. Ôi bác ơi. Wow, con này bự. Tôi cho vào đây các bác ơi. Cho luôn túi, dây dù chắc. Phê quá, này anh em ơi. Phê. Trời ơi, đóng phát vào bụng các bác này. À, cho nằm một túi gỡ, ok. Wow. Đã đời thật các bác ạ, quần ổ thịt phê thật ấy. Vừa đóng con sộp cho lên con chép. Này đúng chép cuốn ổ rồi. Ôi trời ơi, phê quá. Đã đời quá anh em, đóng một phát đúng là mình luôn. Ba chép nhá. Tuyệt vời anh em ạ. Phê. Đây này. Hôm nay em mới đánh bằng lưỡi thấp đức, không đánh bằng lưỡi thấp AK anh em. Lưỡi thấp đức thế, đóng phê thật ý. Này lưỡi đã tiền đấy nhá. Đóng còn kinh khủng tởm luôn, phê thế. Xời. Tiếng mất vừa này em đánh lưỡi 10 nó hơi bé, thành ra là vừa nên con sộp quá, con sộp đánh phát nó bùm nó bay ra ngoài. Mà con đấy móc mũi tí rồi thì mình khả năng toạc thịt cơ. Kiểu mình cẩu sốc phát nên nó toạc thịt ấy, phê thật ấy. Đấy anh em thấy, đánh có cám viên cái cảm giác đánh ủ chua nó hiệu quả hẳn. Phê thật đấy. Nhà phạt dính luôn.
quá là đã. Nhà phát là dính dính chim luôn, phê thật. Đây cái ổi anh em này. Trời, ổi to chưa? Không những ổi mà đằng đằng kia hôm ấy quả to phàm sắp chín anh em. Này hôm nào lại ca kiếm à, đây ổi quả đây. Đây hôm nào lại câu cáo đây lại có đồ ăn anh em ạ. Đây mà bỗng chợt có con hổ mang phi ra. Kiếp lắm. Nói chung là các bạn ở chỗ này câu tuyệt vời đẹp đấy. Tuyệt vời đẹp. Xe cổ dựng ở trong kia rất là râm mát luôn. Cá lại lên nhiều nữa, làm phát được ba con chép phê kích khủng. À, ui, đây lại có cái quất luôn anh em này. Đây chắc trước là khả năng người ta quất này quất trồng đợt Tết anh em. Đây chắc chắn là quất trồng cái hồi Tết người ta mang lên tàu vứt. Bây giờ lại có quả này, cái này hôm nào mang gà lên nướng câu cá này, có đồ chấm luôn anh em ạ. Không phải no mang ấy. Chanh quất làm gì đấy, quả chín để chắc chắn này. Qua nhìn nhá, gốc to luôn này, 100% là ngày xưa là người ta trồng chỗ cây cảnh ta đáp đây. Tệ quá, địa điểm cầu này có tuyệt vời quá. Ôi dồi, xe cộ hơi ổn. Wow, quả chín mọng ngon chưa anh em. Quả này là ăn ngon ngon luôn đấy, nó không có thuốc thang gì. Tầm này là chắc là để vài năm ở đây rồi. Đó, anh em dùng nó xem chín nhá. Đấy chưa, này có chấm con gà này tuyệt vời. Con này vừa hụt các bạn, con này nó vừa đi qua, quả này nhanh tay là chết. Nhanh tay của nó là chắc chắn sẽ chết các bạn. Mình chắc chắn là nó vẫn còn ở đây. Chắc chắn là nó vẫn còn. Một phát ăn ngay này. Một phát ăn ngay này.
Mẹ nhá này, đóng ngay chạy đâu anh em ơi. Mẹ nhá này, đóng ngay chạy đâu anh em ơi. Mày chạy đâu tao bò luôn chạy vào nhá. Bò luôn. Cậu lên. Mày chạy đâu mới mày hát quá anh bò mày lên luôn. Bò luôn quá. Úi giời, anh em thấy phê không? Cần mày hát con này bo lỏi nhấc bọc lên luôn. Nhấc lỏi lên luôn. Mắc rồi. Mày hát bo lỏi nhấc bọc lên luôn. À, dạo này chép có nổ rồi. Ôi phê quá anh em ạ này. Wow. Ui con này bự luôn, mắc béo. Wow. À, con này bự luôn anh em ạ. Phê quá. À, quá trò túi. Ý xôi. À trời. Bong rồi. Lại phê cho anh em này. Ui chẹp bự chấm mới em cho là kẹo. Phê quá. Vào. Wow, này chép cuốn ổ. Bốn nhóc anh em ạ. Đồ con to nhất. Đã luôn. Phê quá. Đúng là đầu tiên trong đời em cầu một chép bự cho các bác này. Dã man chưa? Ui. Anh em nhá. Bốn nhóc chép đồ con to nhất. Wow. Phê quá, con to nhất này nó phải dưới khoảng 2-3 cân đấy anh em ạ. Hai. Con ổ. Này tí em cầm về nhà cho bác xem, đổ ra bác xem nhé. À, con này u. Con to nhất này nó phải trên đôi cân. Phê quá. Này anh em nhìn chưa? Bốn nhóc luôn. Đã đời. Vàng ươm, toàn chép vàng ươm. Ấy, con này to nhất này anh em này. To nhất luôn. Bây giờ thu đồ về các bác nhá. Phê quá. Quá là đã đời.